Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin quay trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi. Đấy, những chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về tại cửa hàng chúng tôi nhé. Những chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản số sàn, sản xuất năm 2020, màu trắng ngọc trinh các bạn nhé. Đấy, đây là những chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được. Chúng tôi cũng đã đang rút hồ sơ rồi và vừa mới mua về được, dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ thì cũng đã có những top khách đến xem xe tại trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi. Đây, thưa với các bạn này, đây là những top khách mà đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi. Thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì các bạn được xem rất là nhiều những dòng xe mà chúng tôi đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi nhé. Và đây là chiếc xe này là 2018 phiên bản Grand i10 số sàn 2018 màu bạc này, thì chiếc xe này thì chủ xe cũng đã đặt cọc rồi, đang niêm phong chờ rút hồ sơ. Còn những chiếc xe màu trắng thì là được chủ các anh đang tập trung qua xem xe và kiểm tra xe đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp nhá. Chứ những chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Phiên bản Grand i10 1.2 số sàn sản xuất năm 2020 màu trắng đây. Thưa quý bạn, đấy những chiếc xe này thì những chiếc xe i10 này chúng tôi đang có 2 chiếc, cho nên là quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì quý bạn có thể được xem và được check, được chọn những chiếc xe ưng ý nhất dành cho quý vị và các bạn nhé. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ mua hoặc bán hoặc trao đổi hoặc ký gửi thì mời quý vị và các bạn hãy đến với cửa hàng chúng tôi ở 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Đấy, những chiếc xe chúng tôi đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển đấy ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp. Những chiếc xe mà chúng tôi mua về cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, Hyundai Grand i10 2018, chiếc này là 2018 mà chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Và ngoài những chiếc xe Hyundai Grand i10 thì chúng tôi còn có rất nhiều những chiếc xe khác cũng đang được bày bán tại cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển này quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Grand i10 2020 màu trắng ngọc trinh, và có cả những chiếc xe hatchback màu đỏ cũng được chúng tôi đang bán rất nhiều tại cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, rất là nhiều xe mà chúng tôi đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi quý bạn nhé. Đấy, đây là chiếc xe 20 màu đỏ này. Ngoài những chiếc xe i10, chúng tôi còn có những chiếc xe City 2018 và Vios. Đấy, Vios E số tự động, Vios E này là Vios E số sàn, Mazda CX-5 2017 đấy ạ. Rất nhiều những chiếc xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi nhé. Vậy quý bạn nào mà đang quan tâm những chiếc xe ô tô cũ thì mời quý vị và bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử ạ. Thưa với quý vị và các bạn, mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng rất là nóng bức, cho nên là một phần là thời tiết là nóng bức và một phần nữa là chúng tôi đang sửa sang lại cửa hàng vì vừa rồi cũng bị giải phóng mặt bằng bắt tháo dỡ hết. Bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn là sửa sang lại cửa hàng, căng lại toàn bộ cửa hàng, cho nên là tôi không có thời gian đem ra quay chi tiết từng chiếc xe một. Nhưng rất may là chúng tôi mua được chiếc xe nào về đến bãi, đến cửa hàng chúng tôi là cũng được rất là nhiều khách hàng ủng hộ qua xem xe và mua, và chúng tôi cũng đang giao dịch rất là nhiều những chiếc xe cũ tại cửa hàng chúng tôi nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ mua bán trao đổi ký gửi những chiếc xe ô tô cũ thì hãy liên hệ với hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe chúng tôi đang bán tại cửa hàng ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.